Mình chào quý cô chú anh chị em ha. Hôm nay tiếp tục quay trở lại nhà vườn của Nắng Miễn, có một số bông trang Mỹ Cam và một số hoa giấy cũng giao lưu tới quý cô chú anh chị em ha. Mình kính chúc quý cô chú anh chị ngày đầu tuần nhiều sức khỏe và làm ăn thịnh vượng ha. Chào khán giả kênh Phá Thái, chào tất cả anh chị em cô bác gần xa ha. Cũng cảm ơn tất cả anh chị em đã ủng hộ trong thời gian qua ha. Thầy nói đầu tiên chúc tất cả một ngày vui vẻ, sức khỏe, thành công gia đình ha. Thì địa chỉ của em ấp Tân Thành, xã Hòa Thành, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp. Số điện thoại Zalo của em là 0933 656 943. Hôm nay em có về một lô mỹ cam với một mớ bông giấy, chào bán tất cả anh chị em ha. Rồi đặc biệt nhà mừng bao phí ship toàn quốc ha. Em bao phí ship toàn quốc luôn, bao 60.000 tháng ha. Rồi cái tàn với tán ngang với chiều cao trước đi không nè. Tán ngang 80 á. Rồi chiều cao. Chiều cao 1m25. Cây form tàn rất đẹp ha, đang rực hoa. Có thân 50. Hoành 7 gửi 7 ha. Rồi. Rồi. Đó ở trên ha, chưa coi ha. Cái đấy chưa khui chân quý cô chú anh chị. Rồi. Có giá 250k bao ship toàn quốc cho tất cả anh chị em cô bác mình ha. Rồi, mã số 1. Tiếp theo mã số 2. Mã số 2 ha. Cây form tàn tròn vo ha. Cái khui mặt ta luôn. Tán ngang 70. Cao 1m2. Có khăn 50. Cây này có củ đế chưa khui ha. Hoành 7 đúng ha. Cây một cốt rất là sạch, cái form rất là đẹp ha. Mã số 2 250k bao phí ship ha. Rồi. Mã số 3 vẫn là mỹ cam luôn. Hoa rất là to. Tặng 90 ha. Quá trời. Cao 1m25. Cây một cốt dán chật luôn ha. Khó khăn 50 ha. Chín gửi tính chín ha. Lô này để ghế ra trắng cho quý cô chú anh chị, này về đặt vô chậu ha. Rồi mã số 3 cũng có giá 250k ha. Mã số tiếp theo mã số 4. Cái form tàn nó đặt nó dày á. Rồi đo chiều cao đây. Cao 1m25, tán ngang. Tán ngang 85. Cái này có tàn ngang sẵn rồi quý cô chú anh chị, cái form sẵn rồi, vậy quý cô chú anh chị mình chỉ cần con là thôi. Ở căn 40 ạ. Hoành 8 đúng ha. Lô này nuôi trong chậu từ nhỏ mà đặt xuống đất ha. Rễ nó ra cuộn vòng vòng á. Mã số 4 có giá 250k ha. Rồi. Cùng lên mã số 5. Vẫn là mỹ cam. Cao 1m2 à. Đang 80. Lên hoa lên búp kẹo chân ha. Có khăn 54. Này còn nguyên cục. Mình đẩy đúng ha. Rồi giá luôn. 250k. Mã số 5. Mã số 5. Tiếp theo mã số 6. Cái chậu móc không nha. Chiều cao 1m15 ạ. Cái ngang 85. Cây này lên hoa dữ lắm nha quý cô chú anh chị, full mặt hoa luôn. Cây có thằng 28. Mình yếu 9 ha, 98 ha. Xài xài. Rồi giá luôn. 250k bao phí ship ạ. À. Rồi, mã số 6. Mã số 6. Tiếp theo mã số 7. Cô này đang kiểu.
lấy phân ra trong chậu ra bớt á. Đo đi, đo đi anh, đo đi. 1m25 ạ. Nó ngang 90. Hoa lên rất là tươi ha. Tóc khăn 43. Mình 8.5-8 nha. Rồi giá mã số luôn. Mã số 7 có giá 300k ha. Rồi cái này phong tàn lớn hơn. Tiếp theo. Mã số 8. Bên móc ha. Tăng ngày 90. Lên hòa kẹo quá chân. Có khăn 50. Còn đây thôi. Bị dính cục chứ. Bằng 8 ha. Rồi, cái này nguyên một đế nè. Lắm, dễ luôn. Mà số 8 giá 250k ha. Rồi. Ship. Tiếp mà theo, mã số 9 cây này cao ha. 1m35 ha. Đáng ngang 85. Cam xài hoa lắm quý cô chú anh chị em. Khó khăn 53. Cây này đế quá xá luôn ha. Mình 8.5 ha. Rồi, 8. Đế nè. Rồi giá luôn. Số 9 có giá 300k ha. Mã số 10. Một mã số 10. 1m25. Hàng ngang 90. Hoa kỳ. Có khăn 46. Mình chính yếu tính 8 ha. Rồi. Mã số 10 giá 300k ha. Mã số 11. Cây cái tàn nó nặng à. Wow. Dày. Cao 1m15 ha. Cái này 80. Hoa lên phủ hết mặt lá luôn. Cao 51. Có thoát thân 51 chứ. Chiều cao có thoát thân. 18 ha. Lô này có củ đế ha. Mã 11 có giá 250k ha. Rồi. Mã 12. 1m15 ạ. 2.090. Phơm rất là đều ha. Có khăn 48. Mình 8 đúng không? Rồi, giá 12 có giá 250k ha. Mét 35 tính 1m3 ha. Tháng ngày 80. Có khăn 47. Hoành 9 yếu tính 8 ha. Rồi giá 83 có giá 800 300k. Một mét 20 ha. Đáng ngang 75. Khó khăn 45. Này có nguyên cục nào đế luôn ha. Nói chung hàng này em chưa khui kỹ. Bây giờ anh em thử khui. Hoành 7.5 tính 7 ha. Mã 14 này có giá 250k ha. Lên mã 15 ha. Mã lên nè. Kì, lấy cục gạch nhét vô bên.
cao 1m15. Tại vì phơm tàn nặng quá chứ anh chị. Mưa quạt. Ngang 85. Bắt hàng 47. Rồi nè, 9.5-9 ha. 75 có giá 300k. Rồi. Cao 1m20 rồi. Tấn ngang 75. Có hàng 44. Mình 7.5 tính 7. Rồi. 16 này có giá 250k. Rồi. Tiếp tục lên mã 17. Cao 1m3. Đá ngang 80. Bông hoa lên cực kỳ. Phát thăng 51-50 ạ. Mình 8 đứng lên. Rồi giá 7 có giá 300k. Lên mã 18. 1m20 à. Đá ngang 90. Rồi thì lọc lượng luôn. Khó khăn 45. Tám rưỡi tính 8 ha. Mã 18 này có giá 250k. Rồi. Mã 19 ha. Xài xài cái phơm. Tàn nó xè ha, cái này tàn ngang như cái quạt. Hoa rất là tươi. Cao 1m20 à. Đánh ngang 90. Có thăng 51. Lô này thân rất là sạch ha. Để cho anh còn đạt. Lành 10.9 ha. Rồi. Mã 19 này có giá 300k ha. Đào sống ship ạ. Lên mã 20. Mỹ Cam. Cây cái phơm mưa đọc nước nó nặng. Cao 1m25 ha. 8.090. Khó khăn 46. Mình 7.5 tính 7 ha. Cái giá 250k. Rồi. Số 21. Số 21. Cao 1m. Đá ngang 95 à. Có hàng 42. Cái này đế nổi ha. Còn đế nổi. Mình 80 tính 7 ha. Mã 21 này có giá 250k. Vừa đại. Tiếp theo. Mã số 22. 1m25. Ngang 85 ạ. À. Thất thăng 41. Hoành 8 ạ. À. Có giá 300k. Mã số 22. Lần số 23.
cao 1m15, tán ngang 90, thoát hàng 44. Còn 8,5 tính 8 à. 23 này có giá 250k. Mã 24. 1m20 ạ. Giá 85. Có khăn 42. Bình 8 ạ. Tham đúng luôn. 24 có giá 250k. Mã 25. Cái này phơm tàn dày ha. Cao 1m20. Tán ngang 90. Đặc biệt có đế luôn. Cái này đế nổi. Có khăn 33. Cái đế cộm. Chạy vô luôn. Bình 8. Rồi, 8,5 tính 8. 25 này có giá 300k, bao sống bao ship ạ. Rồi. Mã 26. 1m25. Tán ngang 80. Có khăn 36. Mình 9 à. Rồi giá luôn 300k mã số 26 à. Mã số 27. Tên Hòa lên búp kẹo chân ha. Lô đang lên cơi 1m1 à. Đáng ngang 90. Khó khăn 44. Mình 7,5 tính 7 à. 27 này có giá 250k à. 28. Cầu 1m1. Đá ngang 92 à. 90. Khó khăn 45. Hoành 8 đúng à. Mã 28 này có giá 250k luôn ạ. Mã 29. Cao 1m1. 8,85. Lên hòa kẹo chừng ha. Khó khăn 40. Cái này đế, cầm đế luôn. 8,7 anh chị em quá mình. 29 với giá 250k. Rồi 30. Cao 1m2 à. Đáng ngang 90. Một nhánh là lên hoa là sệ luôn ha. Có khăn 46. Mình 9 đúng ạ. À. 30 này có giá 300k ạ. À. Cao 1m15 ạ. À. 80. Có khăn 42. Em nó 8 đúng ạ. 31 là có giá 250k ạ. 32. Cao 1m25. 80 ạ, 8.000. Thoát thăng 38. Hoành 8 đúng ạ. 32 có giá 250k ạ.
cho em bao sống bao ship cho nhau một tuần ha chị em cô bác mình. Ủa là một tháng. Một mét 15 à. Đấy ngay 90. Này lạnh đâu chị ăn hết ha. Hấp ăn 42. Quá trời cũ nữa đi. Lành chín á. Dễ gà trắng chân ha. Ồ, rất mạnh. Rồi giá luôn. 32 này giá 250k à. Mã 34. Cao 1m25 ạ. À. Đáng nghe 1m. Thoát thang 48. Bành chính đúng ạ. À. 34 người có giá 300k bao sắt bao ship ạ. À. Mã 35. Cây này rực quá rỡ, không còn sót cái đọt nào hết à. 1m10 ạ. 1m1. 8085. Chiều cao của thoát phân 48. Bành chính đúng ạ. À. 35 này có giá 250k ạ. À. Rồi. Tiếp lên mã số 36. Cái này cái tông cao ha. Một mét 35. 8085. Tượng lên xanh mướt à, đang vô búp. Hấp thang 40. Mình 9,5 tính 9 ha. Mã số 36 này có giá 300k. Mã sống bao ship ạ. À. Số 37. Một mét 20 ạ, chiều cao ạ. 8090 ạ. Thoát thăng 35 ạ. Cái này hoành lớn ha. Hoành 10 ạ. Mã 37 có giá 300k ạ. Hàng bao ship ạ. Một mét 20 à. 8085. Thoát thăng 38 à. Hoành 8 đúng à. Mã 38 này có giá 250k à. Đây này phơm xòe 1m30 ạ. 90 ạ. Tăng ngang 90. Phơm lên hoa kẹo nha. Hấp thang 40 ạ. Bành chính đúng. Rồi giá 39 này có giá 300k. Hàng bao sống bao ship ạ. À. Hàng 40. Cao 1m25 ạ. À. Đáng nghe 1m. Quá sáng lên một chùm hoa chỗ này. To. Có thằng 45. Cây có nào để đây. Bành chính đúng ạ. À. 40 được có giá 300k. Hoa lên rực thấm á trên. Kèn tay không dép luôn. À 41. Cao 1m15 ạ.
8.090. Thấp thang 47. Hoành chính đúng ạ. Lô này thấp thang động trạng. 41 có giá 300k ạ. Quá trời bông. Tiếp theo mã số 42. Số 42. Cao 1m20 à. 8.080. Thấp thang 46. Vành 7 đúng ạ. Rồi giá luôn. 42 có giá 250k ạ. Mã số 43, đây là mỹ cam. Số 43. Cao 1m3. 8.075. Form này gom tròn ha. Phát thang 44. Bảy gửi đến 7 ạ. À. 43 này có giá 250k. Cao ạ. 8.080 ạ. Thấp thang 40 ạ. Thành 8.5-8 ạ. Mã 44 này có giá 250k. Mã số 45. Mã số 45. Cao 1m1 ạ. 8.080. Thấp thang 42. Thành 8.5-8 ạ. Số 45 này có giá 250k. Số 46. Cao 1m1 ạ. 8.075. Thấp thang 49 ạ. À. 8 đúng ạ. À. 46 có giá 250k ạ. À. 47. Lá xanh đen ha. 47. Lên cơ bút tụng. Cao 1m25 ạ. 8.090. Thấp thang 33. Mình 9.98 ạ. À. À 47 này có giá 250k. Số 48. Cao 1m30. Anh nghe 1m. Thấp thang 50. Một cốt sạch luôn ha. Cao đỉnh luôn. Mình 9 đúng. 48 này có giá 300k, bao sống bao ship ạ. Rồi. Mã số 49 tiếp theo. Mã số 49. Thân lắc nhẹ ha, đặc biệt cái form đẹp. 1m20 ạ. 8.085. Khó khăn 53. Gần E8 tham yếu 97 ha. Mã số 49 giá 250k. Rồi. Chụp em lên một lô bông giấy ha. Mã số 50. Mã cây... số 50 là cây bông giấy. À, cây bông giấy tiếng Pháp anh. Chiên cô bán mình gốc Mỹ ghép tiếng Pháp ha. Cây form tàn đặc ha. Chiều cao 75. 8.075. Mình eo là 17 ạ. Rồi, đế phụng ha.
Mã số 50 có giá 600.000 bao sống màu ship ạ. Để cái lực quý của chú anh chị em. Mã số 51. Cây này cộng đế ha. Tím pháp này có màu rất là đậm quý chú anh chị. Kỳ ha. Cao 65. Tán ngang 65 luôn. Em 13 ạ. Này màu cộng đế lắc rất là đẹp ha. Gì là duyên ha. Mã số 51 có giá 600.000 bao sống màu ship ạ. Số 52. Vẫn là tím pháp. Thì tím pháp cây dáng nằm ạ. Này về quý cô chú mình chỉnh sửa lại dáng đổ ha, cũng đẹp, dáng bay cũng đẹp luôn. Làm 70 ạ. Này tay cành này vô dây là cực kỳ. Trời. Mình 17 ạ. Để nôm. Tán ngang 70 đi. Rồi, giá luôn. Mã 52 này có giá 600.000, đồ tím pháp ha. Tên là số 53. Cao 70. Dòng này sai hoa cực kỳ luôn. Tán ngang 75. Mã này 18 ha. Rồi, xây đấy. Rồi giá luôn. Có giá 600.000 ha. Rồi. Số 53. Đâu này đồng giá không anh chị em cô bác mình. Số 54. 54. Cao 65. Tán ngang 70. Cây phơm tàn rất là đặc rồi ha. Mình đeo 18. Rồi giá. Mã 54 có giá 600.000 bao sống bao ship ạ. À. Mã 55. Cao hơn tí. Cao 80. 8.075. Mình đeo 16. Để cái cà sạch ha. Rồi mã số 55 có giá 600.000, cũng là cây cuối clip Nam Nguyễn hôm nay. Tất cả anh chị em cô bác mình và tất cả anh chị em cô bác mình cũng như kênh Thắng Phát TV. Chào. Rồi.